Dạ, bây giờ chào tất cả em nha. Hôm nay mình chia sẻ nhanh với em một cây mini 6 ly cảm ứng nha. Trên hoàn toàn với tình trạng như này thì dự đoán là 90% trên main. Không hiểu sao bây giờ iPad đời cao thì liệt cảm ứng trên main rất nhiều nha. Từ đời 2018, 2019, 2020 và 2021 đều liệt trên main rất nhiều, mở một kiểu. Rồi, anh em tháo ra kiểm tra nha. Ở dòng mini 6 này tháo thì cũng không quá phức tạp đâu em nha. Nó cứ nhẹ nhàng luồn lách xung quanh, mở sang một bên là ra. Nó không bị mắc cáp như mấy thằng Pro 18, 20, 21 đâu nha. Đấy, cáp là một phía đơn giản này thôi anh ạ. Đây, em muốn tiến hành ngắt cáp ra để đo IC cảm ứng, đo áp cấp IC cảm ứng. Và đây thì nó nằm ở dưới cái cáp sạc này, em phải tháo bo cáp sạc này ra mới kiểm tra được nó nhá. Ok, bo cáp sạc đơn giản này thôi anh em nhé. Rồi, đây là sơ đồ của nó nhá. IC cảm ứng thì đây. Cỡ bao của khu vực này thì anh em sẽ kiểm tra, đo đạc. Nếu anh em nào chưa biết thì phải dò từ chân socket cảm ứng sang. Sẽ biết đâu lấy IC cảm ứng. Đấy, đi xuống là con to, còn đây là những con cơ bắp cảm ứng này. Anh em để ý này, sơ đồ này nó chưa chi tiết. Anh em dựa vào những sơ đồ của M1 của 2020. Rồi đấy thì cũng na ná thôi, vẫn có một con cơ bắp, một con đệm gì đấy gọi là như kiểu cầu chì ấy. Đấy, em phải để ý những cái đấy nhá. Sơ đồ ở đây nó không có chi tiết như kia này, em không có tên đường đâu. Tất cả làm theo kinh nghiệm, những dòng trước đã làm thì cũng như na ná như vậy thôi. Đây em đo và dò xem chạm chập ở đâu. Có thể kết hợp với cam nhiệt nhé, để kiểm tra xem chập ở khu vực nào nhé. Đây, mình mở đến mấy cái sơ đồ để xem cho em xem mà cũng không sơ đồ có tên chi tiết đâu nhé. Thì chưa có tên đường cụ thể nên anh em đoán phân tích có thể dựa trên bên đời cũ. Nó có chi tiết hơn và hiểu nguyên lý của nó. Về cơ bản thì mình thấy cũng na ná giống nhau hết. Có đời 1 IC cảm ứng, đời 2 IC cảm ứng nó khác nhau một chút thì màn nó to thôi. Chứ mà vẫn cấp áp 15V ra để cảm ứng hoạt động, để quét cảm ứng. Rồi, anh em sẽ tiến hành cắt cái lồng này ra để kiểm tra nhá. Vì nó nằm trong lồng thì tốt nhất là để đảm bảo không phải nhấc bên ra, không phải kho hàn nhiều thì mình sẽ tiến hành dùng máy cắt cái lồng này ra. Đây, cái lồng chứa IC cảm ứng đây nhá. Em nhẹ nhàng khéo léo cắt nó ra. Đôi khi anh em cầm điện thoại phải làm cơ khí một chút nhé, vì cắt là phải khéo đẹp mới đảm bảo an toàn nhé. Nếu không cắt lại vỡ cái IC, mình cắt cả vào main thì thôi xong với nha anh em nhé. Nói chung là làm này phải bình tĩnh và chậm rãi, tay không được run anh em nhé. Gặp nhiều anh cắt lẹm phát là đi ngay main rồi đấy. Cắt gần đứt rồi anh em có thể đánh kìm, gấp nhẹ, xé nhẹ nó ra, vì cắt gần đứt nó sẽ xé theo cái đường cắt của anh em là sẽ ra. Chứ không phải cắt lìa đâu nha, cắt lìa nguy hiểm lắm nha. Đây, mình chỉ cắt cái khu cơ bắp ra dính thôi, còn IC cảm ứng nó to đùng ra nó chẳng chết bao giờ đâu. Đây, góc này là góc chứa hai con IC cơ bắp nha, một con cơ bắp chính và con đệm gì đó nha. Như mấy sơ đồ cũ ấy, chung là mấy con này thì nó không có tên. Thành ra mình cũng chỉ là đo theo kinh nghiệm thôi, mình không tự ý đặt tên cho nó được. Đây anh em đo này. Đo thì ở cây này mình đo thì thấy trở kháng nó chỉ hơi thấp hơn chứ nó không phải tụt hẳn. Sau khi cần phân tích thì dự đoán nó là bị giò tụ chứ nó chưa chập thẳng. Và với sự kết hợp cam nhiệt, anh em sử dụng cam nhiệt thì sẽ biết ra chập con nào. Đấy nha, sau đó phân tích ra. Đây là sử dụng cam nhiệt thì sẽ thấy con cơ bắp này là con 9 chân. Ở đâu con mềm, con này là có 6 chân thôi. Con này cơ bắp đệm thôi, còn cơ bắp trước không chết, con này là cơ bắp đằng sau. Giống y như mấy cái đời cũ mình làm cho anh em xem đấy. Cũng nóng cơ này nhưng thực ra là chạm phía sau nó, chạm tụ phía sau nó. Phía sau nó đây nhá, anh em lưu ý đường phía sau nó này, đầu ra của nó này. Gọi là đầu ra của nó cấp cho IC cảm ứng này. Đấy, đi ra rồi đi vào IC cảm ứng nha. Lưu ý kỹ đường đấy vì hiện tại mình đo thì nó không chập, nó chỉ sụt trở. Thường nó sụt từ 0.5 về 0.2 vì áp này áp tận 15V cơ. Đấy, anh em để ý thì anh mới biết. Nhiều khi thấp thì đo sẽ không ra. Khi áp cao lên bắt đầu tụ nó mới đánh thủng, nó mới thông tụ và dẫn đến sụt áp cao. Đấy, ở đường này thì mình đã tìm ra đấy. Xem mình sẽ dùng cam nhiệt, mình cấp một cái nguồn nho nhỏ vào đấy. Thì em sẽ tìm ra con tụ nào chập này. Đây, đấy, thấy chưa? Đấy, tụ đấy sụt áp nhá, chứ nó chưa chập hẳn. Đấy, rồi anh em sẽ tiến hành đo con tụ đấy lại và gỡ con tụ đấy ra và đo lại main thì sẽ thấy ngay. Đây là một mẹo thôi. Để những con tụ nào bị giò thì sẽ nóng, con nào không giò thì không nóng.
Đây nha, xin nó đây nha. Con tụ này là con bị giò nha. Nếu bình thường anh em để trong sơ đồ, anh em để trong mạch đo vẫn trở kháng bình thường, đẹp. Nếu em không có biên mẫu, không đo theo biên mẫu thì vẫn thấy nó đẹp. Như khi có mẫu thì anh em sẽ thấy nó bị tụt trở một chút chút. Từ khoảng 0.5 về 0.2 hoặc 0.3, tụt khoảng 0.2 gì đó. Đấy là anh em đo theo sĩ số đồ ngược trở kháng nha. Đây anh em đủ đo này. Đây giờ vẫn 0.2 như bình thường. Tí nữa anh em bỏ đi đo sẽ được. Và mẹo ở đây là anh em nên đảo que đo nha. Đừng đo một chiều, đảo que đo thì em sẽ hình dung ra. Thế này anh gỡ tụ ra nha. Tụ cũng khá cứng đấy nha. Nhưng mình không muốn khò vào nhiều, chỉ chợ chợ nhiều một chút thôi. Vì máy mê mình không tháo ra khỏi vỏ cho nên là mình muốn chợ một chút. Ok. Đây nguyên nhân ở đây nha. Nhấc xong anh em sẽ tiến hành đo lại, anh sẽ thấy này. Đây nha anh em nha, con này sụt từ 0.28, 0.2 rồi, anh em cảm thấy khác không? Sụt rất thấp như thế, thông thường anh em đo sẽ không ra được đâu nha. Ok, phải có sự kết hợp vào một số mẹo nhỏ, anh em sẽ tìm ra nguyên nhân nó chạm thôi. Rồi sau đó anh em vệ sinh sạch sẽ rồi lắp vào test lại nha anh em nha. Mấy cái mảnh mà mình cắt nó hơi lồi lên thì anh em cố gắng làm phẳng nhau, đâm vào màn nha. Đâm vào cáp, đâm vào màn nha, cố gắng lau sạch, dán phẳng đi nha. Và lau sạch cái mạt sắt mình cắt ra nha. Lưu ý mạt sắt nhớ đâu chạm chạm với nha. Này, sau đó thì anh em có thể lấy một miếng băng dính dán đen, dán lên sẽ đẹp trông nó sạch sẽ một chút nhá. Đấy, dán xong anh em nhìn làm sao mà phát hiện ra được. Rồi, lắp cáp sạc vào, test đầy đủ rồi anh em. Nhớ lắp các màn hình và các cảm ứng trước nha, xong rồi ấn các pin nha, các pin bên dưới như ấn sau anh em nha. Đấy, xong rồi ấn nha, không lại chập đấy. Rồi, bật ngồi lên test là biết ngay thôi. Ok, làm phát vừa được ngay anh em nha. Như vậy là mình đã xử lý xong một pha, chia sẻ cho em một pha mini 6 ly cảm ứng. Bệnh vẫn là muôn thuở của iPad thôi, từ đời mình thấy gặp từ đời 20 đến 21 là bị nhiều nhất. Nó thiết kế giống nhau về mạch cơ bản nha. Rồi, một pha pha cũng không phức tạp nhưng cũng không phải đơn giản. Anh em đo nhiều khi không phát hiện được. Có sự kết hợp giữa can nhiệt và đo đạc thì anh em sẽ có thể tìm ra nguyên nhân thôi. Ok, chúc em áp dụng thành công nha. Chào tất cả anh em, hẹn gặp lại anh em những clip tiếp theo.